Yeah, good. That I have passion for using social media platforms, and I realized the combination of using social media would be a factor that helped me to stay in touch with my friends, allowing me to interact with my social circles. Sadly, I had got a Facebook account while I was secondary school. At that time, it was nerving time for me, and the social media played a crucial part of my life as well as the first aid. So both of them has been playing an integral part in my life, as well as I can take a variety of advantages of it. Yeah, really good luôn á. Nếu như tụi em có fluency và cái intonation, perfect. Câu này rất xịn nha. Biết làm sao không? Em paraphrase nó tới mấy lần luôn á. My social media platform, rồi em paraphrase my friends, rồi xong em paraphrase lại thành cái gì? Social circle một cái nữa. Rồi em nói nó khi mà em ở trong gì? Trong viện dưỡng lão. À, phải, trong trường. Trong trường rồi. Cái lúc đó thì nó là một cái khoảng thời gian rất là căng não, thì nó có cái tính logic ở trong đây. Câu này ổn. Rồi, tiếp. Được không? Theo tụi em nghĩ vì gì vậy luôn? Được. Bình thường. Em trả lời thesis statement chưa? Rồi, cái câu đó là cái câu ăn điểm nhất. Còn tất cả mọi thứ, mọi thì còn lại, tụi em có quyền sử dụng đa dạng các loại thì để em nối về cái câu chuyện. Mình đang kể chuyện mà, mình đâu phải là nhất thiết phải xài quá khứ. Nó chỉ hỏi là cái câu đúng là bạn đã bắt đầu sử dụng cái mạng xã hội khi nào thôi. Còn tất cả các câu còn lại em có quyền sử dụng hiện tại đơn bình thường. Tại vì em đang muốn nói là ngay bây giờ tôi có thể tag được nhiều variety ở ba bản thân chị là biết. Nó không hề sai. Tụi em nắm được cái này chưa? Ok, trừ khi em nói nè, I have a passion for using social media platform 3 years ago, thì câu đó mới sai. Hoàn toàn sai thì và sai luôn cái cách trả lời luôn. Cho nên nhớ nha, misconception của tụi em là em trả lời thesis statement xong thì bất cứ những cái câu khác tụi em có quyền đá thì nếu như tụi em làm được. Cái thứ hai, vậy tụi em lưu ý là khi quá khứ đơn tụi em xài được mấy thì. Nó hỏi cái câu đầu quá khứ đơn thì những cái câu ở trong cái câu chuyện của mình xài được thì nào với thì nào? Quá khứ. Quá khứ được nè, khả năng cao rồi. Thì gì nữa? Hiện tại. Hiện tại được. Hiện tại hoàn thành được, quá khứ hoàn thành được không? Được. Được, quá khứ tiếp diễn được không? Không, cái thằng này tính từ nha, sorry em. Quá khứ tiếp diễn giống như nãy bé Vi nói nè, I was using nè. Quá khứ tiếp diễn bình thường, đâu ai cấm mình. Ha, à, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành. Nhớ nha, tụi mình có thể đá thì được như vậy. Chuyện bình thường tụi em. Và câu chốt lại, ví dụ như tôi feel như vậy đó, như feel bây giờ nha, in the past I felt, but right now I feel, là vẫn đúng như thường, không có gì để sai hết. Rồi chạy lại đi em, go. I started using social media over the past 3 years. There were 2 reasons for this. Firstly, I have a passion for quên using nữa, sorry em. Quên cái nữa. Thầy dừng lại nha, sorry em. Sorry for interruption. Em thấy chữ I realize này em xài thì hiện tại đơn với thì quá khứ đơn, cái nào đúng hơn? Thầy đúng. Quá khứ đơn. Quá khứ đơn, bây giờ tôi mới nhận ra được không? Dạ được. Ai cấm tôi chỉ cần thêm chữ gì vô thôi. Recently, right now là xong. Còn nếu em không thêm cái chữ recently hoặc không thêm chữ bất cứ một cái trạng từ nào để bổ nghĩa cho nó thì câu này vẫn được tính đúng ngữ pháp, không có gì sai hết. Tụi em nhớ kỹ nha. Ok không? Yeah. Rồi, đi yeah. Lại thầy, sorry em. I started using social media for over the past 3 years. Media. Over the past 3 years, there were 2 reasons for this. Firstly, I had a passion for using social media platforms. I realized the combination of using social media would be the factor that helped me to stay in touch with my friends, allowing me to interact with my social circles. Secondly, I had got a Facebook account while I was in secondary school. It was the rocking time for me on social media, like a crucial part of my life as the first eight. So, both of them have been playing an integral part of my life as well as I can touch a variety of advantages of